Dự kiến chiều tối nay khu vực trên cả nước sẽ có mưa rông. Trong đó khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay mưa diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Vùng núi từ Quảng Ngãi trở ra Thanh Hóa và Bắc Bộ chiều đến tối nay cũng có mưa rông trở lại. Diện mưa có xu hướng thu hẹp nhưng vẫn có khả năng mưa to cục bộ với lượng mưa trên 60 mm, đề phòng dông lốc, gió giật và sấm sét nguy hiểm. Tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, hàng chục hecta rừng trồng cây keo lai vài năm tuổi đã bị chết bất thường. Chi cục kiểm lâm xác định nguyên nhân ban đầu nghi do nấm gây hại, còn kinh nghiệm của người dân trồng keo lâu năm xác định chết là do thiếu nước. Hiện giờ, 4,4 hecta rừng keo lai gần như 50 đến 70% chết ngọn và một số chết từ ngọn xuống gốc. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện vào khoảng từ giữa tháng trước. Đây là lần đầu tiên tại địa phương này xảy ra hiện tượng cây rừng trồng chết rõ không nguyên nhân. Ngành nông nghiệp đang tiến hành kiểm tra để có thể hỗ trợ cho địa phương khắc phục. Vâng ạ, cây trồng chết thì bị nghi do thiếu nước. Không những là chỉ cây trồng đâu ạ, gà chết rồi thì cá chết vì nắng nóng. Đó cũng là thực trạng xảy ra tại một số xã ở tỉnh Nghệ An. Vâng, từ đầu mùa hè đến nay thì địa phương này đã phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao, nhiều nơi trên 40 độ C. Thời tiết bất lợi đã khiến cho cây trồng vật nuôi bị ảnh hưởng và gây ra nhiều thiệt hại cho bà con nông dân. Vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng mới đây, cộng với việc cắt điện nhiều giờ liên tục đã khiến hơn 5.000 con gà thịt và khoảng 500 con gà con của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh bị chết. Tôi cảm thấy xót con của mình, cả một vạn gà nó nằm dạt hết, nằm yên luôn. Thành phần mà nó ngấp ngoài bị nặng lần ấy, về sau này nó chết trong đêm này luôn. Tại nhiều vùng nuôi thủy sản, do nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt nên các loài thủy sản nuôi cũng bị sốc môi trường, chậm lớn và giảm sức đề kháng. Theo thống kê, đến nay đã có hàng chục hecta nuôi tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, gan tụy và một số diện tích nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân. Một số diện tích nuôi cá bị chết rải rác do nắng nóng và thời tiết khắc nghiệt. Thời điểm nắng nóng cao độ thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái, đặc biệt là cái nước và cái môi trường để mà môi trường nuôi. Thì huyện cũng đã có khuyến cáo để các cái hộ nuôi tăng cường các cái biện pháp chăm sóc và tăng cường cái dinh dưỡng để cho các cái đối tượng nuôi có đảm bảo cái chống chịu được với cái điều kiện thời tiết nắng nóng và bất lợi. Nắng nóng, khô hạn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chăn nuôi, thủy sản ở Nghệ An, mà nhiều diện tích cây trồng không chủ động được nguồn nước tưới cũng đã bị khô héo, cháy lá và ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng cây trồng. Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nắng nóng cho người bệnh hay là nhân viên y tế trong mùa hè. Đây là yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội đưa ra ngày hôm qua. Các đơn vị cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt, nước uống miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh tại các khu vực lâm sàng, khu vực chờ. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện cấp cứu kịp thời cho người say nắng, say nóng, cùng đồng thời tập huấn kỹ năng cấp cứu người sốc nhiệt, đột quỵ. Đồng thời thực hiện các biện pháp giảm quá tải tại các khu vực khám bệnh, thu viện phí, hạn chế tình trạng nằm ghép. Hiện có đến 10 đến 15% số bệnh nhân phải vào viện vì nhiệt độ thay đổi đột ngột.